Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin cuộc chiến Mỹ-Trung tới hồi khốc liệt. Nhân viên của lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Trung Quốc vào hôm 26 tháng 7 tiếp tục dọn dẹp cơ sở ngoại giao này, một ngày trước thời hạn phải đóng cửa theo yêu cầu của Trung Quốc. Hãng truyền thông Reuters đã đưa tin như vậy. Và hãng tin Anh cho biết thêm nhiều người hiếu kỳ đứng ở phía đối diện vào cửa lãnh sự quán cùng với hàng chục nhân viên mặc đồng phục lẫn thường phục. Đây là hình ảnh an ninh vẫn được thắt chặt bên ngoài lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Trung Quốc trong ngày 26 tháng 7 trong bối cảnh các nhân viên lãnh sự quán Mỹ tại đây chuẩn bị rời đi. Tin cho hay cảnh sát đã yêu cầu người dân rời đi sau khi họ chụp ảnh và quay phim trong ngày cuối cùng cơ sở ngoại giao này vẫn thuộc quyền kiểm soát của Mỹ. Giao thông ở khu vực đã bị chặn lại, trừ các xe của lãnh sự Mỹ và cảnh sát. Cũng theo hãng truyền thông Reuters, một chiếc xe buýt hiện diện ở bên trong lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô từ hôm 25 tháng 7 đã rời đi vào sáng 26 tháng 7. Hiện chưa rõ là ai ở trên xe cũng như xe chở gì. Hãng tin Anh cho biết kể từ ngày 24 tháng 7, các nhân viên tới rồi đi, trong đó có ít nhất một người mang theo vali. Ngoài ra, các xe tải vận chuyển đồ đạc cũng tiến vào lãnh sự quán rồi rời đi trong ngày 25 và 26 tháng 7. Và để trả đỡ, Washington, Trung Quốc vào hôm 24 tháng 7 đã yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô và đặt ra thời hạn là 10 giờ sáng ngày 27 tháng 7, theo một biên tập viên của tờ báo của Trung Quốc đưa tin. Hãng truyền thông Reuters tiếp tục đăng tải, vào hôm 24 tháng 7, một nhóm người đàn ông được một nhân viên ngoại giao Mỹ tháp tùng cũng đã phá cửa để tiến vào lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston của Mỹ sau khi lệnh đóng cửa có hiệu lực. Bước đi mới nhất của cả hai phía đã gây thêm căng thẳng trong mối quan hệ vốn bị tác động mạnh bởi tranh cãi về các vấn đề như thương mại, công nghệ, dịch viêm phổi Vũ Hán và tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và vấn đề Hồng Kông. Và Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 25 tháng 7 đã ra thông báo phản đối việc các quan chức Mỹ phá khóa tiến vào tổng lãnh sự quán nước này ở Houston. Đây là hình ảnh đặc vụ liên bang và thợ khóa đang phá cửa sau để vào tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston vào chiều ngày 24 tháng 7 giờ Washington. Trước hành động từ phía Mỹ dùng vũ lực xâm nhập vào tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Trung Quốc bày tỏ sự không hài lòng và thái độ phản đối cương quyết. Thông báo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc có đoạn đã viết như vậy và Trung Quốc sẽ có phản ứng phù hợp và cần thiết với hành động này. Và thông báo cũng nhấn mạnh lãnh sự quán ở Houston là tài sản của Trung Quốc, nên theo các hiệp ước ngoại giao, quan chức Mỹ không được phép xâm phạm. Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin sau khi tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, bang Texas đóng cửa vào 16 giờ chiều ngày 24 tháng 7, các nhân viên hành pháp Mỹ do một người có thể là quan chức Bộ Ngoại giao dẫn đầu đã tìm cách tiến vào cơ sở ngoại giao này qua 3 cánh cửa nhưng không thành công. Và đặc vụ liên bang và lực lượng hành pháp Mỹ đưa theo thợ khóa vào tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston sau khi cơ sở này đóng cửa. Với một loạt những chiếc xe thùng, xe tải tiến vào bên trong khu phức hợp lãnh sự quán Trung Quốc vào chiều ngày 24 tháng 7. Các phóng viên tập trung rất đông ở khu bên ngoài. Trước đó, theo hình ảnh hãng truyền thông Reuters đăng tải, một nhóm người có vẻ là quan chức Mỹ xuất hiện ở cửa sau của lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston. Và nhóm người này dùng các công cụ điện để cậy cánh cửa của tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston ngay sau khi yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán tại đây có hiệu lực từ 16 giờ chiều ngày 24 tháng 7. Cũng theo hãng tin Nga ET, nỗ lực tiếp quản lãnh sự quán đã được quay lại là các video này đang được lan truyền nhanh chóng trên mạng truyền thông xã hội. Hình ảnh cho thấy một nhóm người đứng bên ngoài tòa nhà đi xung quanh sau khi không thể vào qua cửa. Cảnh sát cũng đã xuất hiện lập hàng rào quanh tòa nhà, sau đó đứng canh khi các quan chức vào bên trong. Sau khoảng 2 giờ lục soát bên trong tòa nhà, các quan chức chính phủ Mỹ lên một chiếc xe van và rời đi, để cảnh sát Houston và lực lượng an ninh ở lại bảo vệ hiện trường. Và người gốc Việt tại thành phố Houston, Texas của Mỹ đã chia sẻ cảm xúc và nhận định của họ với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ về việc chính phủ Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc đóng cửa tổng lãnh sự quán ở thành phố này trước ngày 24 tháng 7. Đây là hình ảnh chụp màn hình từ một video clip cho thấy một số lượng lớn tài liệu đã bị thủ tiêu bằng cách đốt cháy trên sân thượng sau khi các nhân viên lãnh sự được lệnh rời khỏi tòa nhà trước 4 giờ chiều thứ Sáu ngày 24 tháng 7. Chiều ngày 23 tháng 7, ông Đỗ Tịnh, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Cộng đồng Người Việt Quốc gia ở Houston, người đã chứng kiến một số hành động và theo ông là các nhân viên Tổng lãnh sự quán Trung Quốc thu dọn và rời đi sáng 22 tháng 7, đã nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ như sau. Sáng hôm 22 tháng 7, nhiều phóng viên báo đài của Mỹ đến đó nhưng bị đuổi đi. Tôi có mặt ở đó từ sáng đến 1 giờ 30 trưa. Tôi có dịp quan sát tình hình ở đó. Khoảng 10 giờ 30 đến 11 giờ, các nhân viên lên một chiếc xe van và rời đi. Các giấy tờ, tài liệu mà họ đốt trước vẫn còn mùi nồng nặc. Ông Đỗ Tĩnh, người thường vận động cho các cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt chống Trung Quốc xâm lược ở Biển Đông, ngay trước tổng lãnh sự này chia sẻ thêm như sau. Hành động xâm chiếm lãnh hải Việt Nam của chính quyền Trung Quốc gây sự phẫn nộ trong cộng đồng người Việt ở Houston. Ngay những khi chúng tôi nhận được tin tức Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông, thì cộng đồng chúng tôi sẵn sàng thực hiện các cuộc biểu tình lớn tại đây. Và sự việc đã diễn ra vào hôm 21 tháng 7, Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc trong 72 giờ phải đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston với lý do là để bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ. Một động thái khiến Trung Quốc lập tức đưa ra đe dọa trả đũa. Bà Liên Nguyễn, một cư dân ở thành phố Houston, nêu nhận định với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ như sau. Cảm xúc của tôi rất là vui. Tôi nghĩ Hoa Kỳ có lý do mới đưa ra quyết định đóng cửa trong 72 giờ như vậy. Chắc chắn là phải có bằng chứng gì đó mạnh mẽ và chắc chắn nên mới đưa ra lệnh này. Tôi vui vì điều này dạy cho chính quyền Trung Quốc biết rằng họ không phải muốn làm gì là làm. Và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đó là một ổ gián điệp. Tôi nghĩ cho đến nay, chính quyền Mỹ đã có nhiều bằng chứng về tội phạm của Trung Quốc. Điều mà họ không thể bỏ qua. Rất mừng là Hoa Kỳ vạch ra được bộ mặt xấu xa của Trung Quốc. Ông Nhất Nguyên, một cư dân ở Houston, tiếp tục chia sẻ quan điểm của mình như vậy. Và việc Hoa Kỳ yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston rất bất ngờ đối với tôi. Qua đây tôi thấy sự đối đầu mạnh mẽ của chính quyền Tổng thống Donald Trump với chính quyền Trung Quốc. Việc có các nhân viên tình báo làm việc trong các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc như vậy, dù chưa có bằng chứng chính xác, là điều không thể xảy ra. Và ông nói tiếp, tôi nghĩ đã là lệnh thì họ phải tuân theo. Ở nước họ thì họ có thể làm gì thì làm, nhưng trên đất nước Hoa Kỳ thì họ phải tuân theo. Tôi tin rằng họ phải thực thi. Đây là hình ảnh nghiên cứu viên Trung Quốc Duân Thăng trong quân phục quân đội Trung Quốc bị bắt vì gian lận thị thực visa bằng cách ẩn náu trong lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco suốt nhiều tuần. Duân Thăng là một trong 4 nhà khoa học Trung Quốc bị Mỹ truy tố mới nhất vì mối quan hệ của họ với quân đội Trung Quốc. 3 người còn lại, Chen Song, Kai Kai-shao và Sim Wang đều đã bị bắt. Bị cáo buộc trốn lệnh bắt của nhà chức trách Mỹ vì gian lận thị thực, tức là visa, bằng cách ẩn náu trong lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco suốt nhiều tuần. Tòa lãnh sự Trung Quốc tại Houston đóng cửa hôm 24 tháng 7 là một trong những ổ gián điệp tệ hại nhất của Trung Quốc tại Mỹ, có các hoạt động vượt quá giới hạn có thể chấp nhận được. Các giới chức cấp cao của Hoa Kỳ ngày 24 tháng 7 đã cho biết như vậy. Và trong một cuộc họp báo, một giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ liên kết hoạt động gián điệp tại tòa lãnh sự Houston với việc Trung Quốc theo đuổi cuộc nghiên cứu vaccine ngừa viêm phổi Vũ Hán. Quan chức này nói rằng Trung Quốc đã tỏ rõ tham vọng muốn trở thành nước đầu tiên tung ra thị trường vaccine chống viêm phổi Vũ Hán. Dù quan chức này không cho biết chi tiết về những khía cạnh nào công trình nghiên cứu vaccine bị nhắm mục tiêu hoặc địa điểm nào bị nhắm tới, nhưng Texas là trụ sở của Phòng Thí nghiệm Quốc gia Carveston, một phòng thí nghiệm cốt lõi của mạng lưới các phòng thí nghiệm và cả của Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia, nơi hậu thuẫn cho cuộc nghiên cứu do chính phủ tài trợ. Phòng thí nghiệm này tọa lạc trong khuôn viên chi nhánh Y của trường Đại học Texas, nơi các nhà nghiên cứu đang tiến hành nghiên cứu vaccine chống viêm phổi Vũ Hán. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân đã mô tả cáo buộc của Mỹ là vu khống, ác ý và việc đóng cửa tòa lãnh sự Trung Quốc là vô lý. Chen Shaohe, giáo sư tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh, nhấn mạnh động thái của Mỹ chưa có tiền lệ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Nếu quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục xấu đi mà không được kiểm soát, hệ quả tiếp theo sẽ là cắt đứt quan hệ ngoại giao, Chen nói. Đây là hình ảnh Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Houston, Thái Vĩ trả lời phỏng vấn vào hôm 22 tháng 7. Và một giới chức cao cấp của Bộ Tư pháp Mỹ cũng công nhận lãnh sự quán các nước là căn cứ của các hoạt động tình báo nước ngoài, nhưng tổng số các hoạt động của tòa lãnh sự Houston vượt quá giới hạn mà chúng ta có thể chấp nhận. Lãnh sự quán ở Houston có khoảng 60 nhân viên. Các quan chức Mỹ có thể tính toán kỹ khi họ chọn điểm này vì đây là thành phố kết nghĩa với Vũ Hán. Bắc Kinh khi đó được cho rằng cũng có thể đáp trả bằng cách đóng cửa lãnh sự quán tại Vũ Hán, nhưng động thái sẽ chỉ mang tính biểu tượng vì Bộ Ngoại giao Mỹ đã sơ tán lãnh sự quán ở đây khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát ở thành phố này. Trong cuộc trao đổi với báo giới hôm 24 tháng 7, các quan chức Mỹ cho biết lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là một nơi phức tạp trong cuộc điều tra về một vụ lừa đảo tại một viện nghiên cứu ở Texas. Họ cáo buộc các quan chức trong lãnh sự quán của Trung Quốc đã tiếp tục liên lạc với các nhà nghiên cứu trên cũng như hướng dẫn họ về việc thu thập những thông tin gì. Theo một quan chức của Bộ Tư pháp Mỹ, hoạt động của các quan chức trong lãnh sự quán tại Houston chỉ là một bộ phận một mạng lưới rộng lớn hơn, bao gồm các cá nhân tại hơn 25 thành phố được lãnh sự quán tại đây hậu thuẫn. Các lãnh sự quán đã đưa ra cho các cá nhân này những chỉ dẫn và việc họ phải làm thế nào để tránh khỏi và cản trở cuộc điều tra của chúng tôi. Từ đó có thể suy ra đây có khả năng là một mạng lưới trên toàn quốc, ông này cho hay. Cũng đưa ra lời bình luận đầu tiên về việc Mỹ bất ngờ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc Houston, Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo ngày 22 tháng 7 cảnh báo rằng Washington có thể tiếp tục đóng cửa thêm các lãnh sự quán khác của Bắc Kinh. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Washington có thể đóng cửa thêm các lãnh sự quán khác của Bắc Kinh. Ông nói, quý vị có thể thấy chuyện gì đã diễn ra, tôi đoán họ đốt tài liệu hoặc đốt cái giấy tờ và tôi tự hỏi tất cả đó là gì. Hãng truyền thông Reuters đã dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đề cập đến vụ cháy trong sân lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston tối ngày 21 tháng 7, chỉ vài giờ sau khi Washington bất ngờ yêu cầu đóng cửa cơ sở ngoại giao này trong vòng 72 giờ. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, quyền chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ khẳng định Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, bang Texas vừa bị yêu cầu đóng cửa là một bình phong trong hoạt động gián điệp. Nó là nút thắt trung tâm của hoạt động gián điệp lớn, gián điệp thương mại, gián điệp quốc phòng, ông nói. Họ sử dụng các doanh nhân làm bình phong để cố gắng gây ảnh hưởng đến các nghị sĩ và các lãnh đạo chính trị khác ở cấp bang và địa phương. Vì vậy, nó lẽ ra đã bị đóng từ lâu. Và giới chức Mỹ thời gian qua cáo buộc lãnh sự quán tại Houston là tâm trấn của hoạt động đánh cắp nghiên cứu tại Mỹ. David Steven, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Nam Á và Thái Bình Dương, còn mô tả phái bộ ngoại giao này của Trung Quốc có hành động mang tính lật đổ, theo tờ New York Times. Ông cáo buộc Trung Quốc cố gắng tăng tốc thực hiện các vụ trộm dữ liệu khoa học ở Mỹ trong 6 tháng qua, có thể liên quan đến nỗ lực phát triển vaccine, mặc dù ông không đưa ra bằng chứng. Tờ New York Times thu được một tài liệu dài 7 trang do các quan chức hành pháp của Mỹ biên soạn, liệt kê một số cuộc điều tra của FBI liên quan đến lãnh sự quán ở Houston. Chúng bao gồm những cuộc điều tra về chuyển bất hợp pháp nghiên cứu y tế và thông tin nhạy cảm khác từ các tổ chức trong khu vực, kế hoạch thuyết phục hơn 50 nhà nghiên cứu, giáo sư và học giả trong khu vực chuyển giao những nghiên cứu hoặc thông tin mật cho các tổ chức Trung Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba, ngày 28 tháng 7 năm 2020 với bản tin Cuộc chiến Mỹ-Trung tới hồi khốc liệt. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de